Nam bệnh nhân này năm nay mới chỉ hơn 20 tuổi, thế nhưng đã sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử, hút cỏ từ khi mới chỉ 17 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có nhiều lo lắng và sợ hãi. Vậy là từ một công nhân may, chỉ vì một lần lầm lỡ nghe theo bạn bè rủ rê, thanh niên đã sa chân vào con đường nghiện ngập. Giờ đây khi đã tỉnh táo hơn, lại là sự hối hận, sự khát khao được nhanh chóng trở về bên gia đình và người thân. Do bạn bè lôi kéo, em sử dụng ma túy tổng hợp cỏ, rồi bót chiu, rồi thuốc lá điện tử, ma túy đá. Một ngày mấy lần, cứ chia ra cứ một sáng, trưa, chiều, tối. Thì em sử dụng xong thì đầu óc nó cứ nâng nâng, cũng sướng. Mình suy nghĩ về là bỏ để làm lại từ đầu. Nhà em được hai anh em mất rồi. Bây giờ nhà còn mỗi mình bây giờ là trụ cột gia đình. Thì mình phải làm ăn chẳng. Và em quyết tâm em bỏ để em về lấy vợ. Còn nam bệnh nhân này năm nay đã 37 tuổi và sử dụng ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử cùng nhiều chất kích thích khác khi mới 25 tuổi. Và cũng chính vì những loại ma túy đó mà anh cũng từ một công nhân may với gia đình hạnh phúc, nay trở thành người bệnh, vợ chồng ly hôn. Đá, cỏ, kẹo, ke, heroin, ma túy, cái gì cũng chơi hết. Mỗi loại nó lại có một cảm giác khác nhau. Ví dụ như là cái đá ấy, thì chơi xong thì nó là gọi là cuốn. Chơi nhiều thì nó cuốn lâu, thì chơi ít thì nó cuốn ít, thế thôi. Tôi thì vợ bỏ và đang nuôi hai con nhỏ. Tôi cảm thấy rất là ân hận vì ngày xưa đã dây vào cái đấy. Nguy hiểm nhất cái là cái ma túy đá ấy. Nó gây cho người ta là mất ngủ cả đời đấy. Không có lại thuốc nào trị được. Chỉ vì dùng nó cuốn, chỉ vì nể bạn bè và nghĩ là dùng một lần thì cũng chẳng làm sao. Thế nên thời gian gần đây, sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp đã khiến cho nhiều bạn trẻ phải nhập viện vì rối loạn tâm thần. Nhóm bệnh nhân mà rối loạn tâm thần do sử dụng các cái chất ma túy đá hoặc là ma túy tổng hợp khác thì cái độ tuổi của bệnh nhân rất là trẻ. Thường thì độ tuổi thường gặp từ 17 tuổi đến 30 tuổi. Trước đây thì những bệnh nhân nhập viện đa số là những bệnh nhân mà khoảng độ từ trên 30 tuổi đổ lên rất nhiều. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái tỷ lệ tuổi trẻ càng ngày càng nhiều, nhất là trong cái lứa tuổi học sinh sinh viên. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, trong 3 tháng đầu năm 2024, phát hiện khởi tố 268 vụ án ma túy với 379 đối tượng, thu hơn 462 gram heroin, hơn 1,5 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan. Riêng trong tháng 4, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 50 vụ, tạm giữ 58 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Có thể thấy, ma túy không chỉ gây ra các mối lo ngại về mất an ninh trật tự mà vấn nạn này ngày một phức tạp. Ma túy với nhiều hình thức đang len lỏi vào học đường, bủa vây giới trẻ, càn quét hạnh phúc của biết bao gia đình. Phòng chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm của cả cộng đồng, nhưng trước hết, chính giới trẻ phải thực sự bảo vệ mình trước sự cám dỗ của ma túy và các chất gây nghiện.